Xin trân trọng kính chào các vị đại biểu, khách quý, các cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn, các cháu thiếu nhi đã đến với chương trình Trung thu yêu thương năm 2012. Cứ mỗi dịp thu về, các em thiếu nhi của cả nước nô nức đón chào ngày hội lớn, ngày hội Trung thu với những khát khao, mong muốn nhận được những món quà vui, món quà thật là ý nghĩa. Và cũng trong dịp này, các cháu đang chuẩn bị hành trang để bước vào một năm học mới, năm học 2012-2013 với những hứa hẹn với một kết quả học tập thật tốt. Hưởng ứng phong trào chung đó, câu lạc bộ trữ tình, công ty Bê Linh, công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Cảng Táo, gọi tắt GTTS, FC Tuấn Hưng, diễn đàn tuổi trẻ Yên Định, câu lạc bộ C25 Thăng Long, đội tình nguyện viên, kinh tế quản lý đại học Bách khoa Hà Nội long trọng tổ chức Trung thu 2012 cho các cháu bồ đề thân yêu. Về phía khách mời, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đại biểu câu lạc bộ Giai điệu quê hương. Xin trân trọng giới thiệu anh Bùi Tuấn Hải, đại diện câu lạc bộ Giai điệu đỏ cùng toàn thể các thành viên. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu câu lạc bộ diễn đàn dân ca. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Tịnh, hiệu trưởng trường tiểu học Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Lương Văn Hiệu, chủ nhiệm câu lạc bộ trữ tình và các thành viên. Trân trọng giới thiệu chị Lê Bích Hạnh, giám đốc công ty Bê Linh và các thành viên trong ban quản trị. Trân trọng giới thiệu chị Đặng Hoàng Liên, giám đốc công ty cổ phần truyền thông GTTS cùng các thành viên trong ban quản trị công ty. Trân trọng giới thiệu bạn Đặng Văn Hùng, đại diện cho FC Tuấn Hưng. Trân trọng giới thiệu anh Lê Thế Sơn, đại diện diễn đàn tuổi trẻ Yên Định. Xin trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Trường Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ C25 Thăng Long. Xin trân trọng giới thiệu bạn Trần Văn Thắng, đại diện đội tình nguyện Viện Kinh tế Quản lý Đại học Bách khoa Hà Nội. Trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Thị Dung, chủ nhiệm câu lạc bộ Nụ cười trẻ thơ, lớp học Cầu Vồng. Trân trọng giới thiệu các cô, các bác, các anh chị, các bạn học sinh, sinh viên cùng đông đủ các mẹ, các em, các cháu chùa Bồ Đề thân yêu. Xin một tràng pháo tay chào đón các vị khách quý, các đại biểu cùng các cô, các anh chị và toàn thể các bạn xa gần đã về dự đông đủ trong ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu anh Lương Văn Hiệu, đại diện ban tổ chức lên đọc lời khai mạc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thầy Thích Đàm Lan, kính thưa toàn thể các cô, các bác, các anh chị cùng toàn thể các bạn thân mến. Qua thời gian chuẩn bị kế hoạch Trung thu năm 2012 cho các cháu chùa Bồ Đề thân yêu, được sự nhất trí của chùa Bồ Đề Gia Lâm Hà Nội, hôm nay câu lạc bộ trữ tình, công ty tổ chức dịch vụ GTTS, công ty Bê Linh, FC Tuấn Hưng, diễn đàn tuổi trẻ Yên Định, câu lạc bộ C25 Thăng Long, đội sinh viên tình nguyện kinh tế quản lý đại học Bách khoa Hà Nội cùng các nhà tài trợ long trọng tổ chức Trung thu cho các cháu chùa Bồ Đề thân yêu. Thưa toàn thể các bạn thân mến, được sự cổ vũ, động viên, chia sẻ, giúp đỡ của các nhà tổ chức, các cá nhân, những tấm lòng từ thiện cao cả của các bác, các cô chú, anh chị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các bác, các cô chú, anh chị là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, với tinh thần tương thân tương ái cao thượng, lá lành đùm lá rách, kết hợp với truyền thống của mỗi con người Việt Nam chúng ta, để cho các cháu có một cái Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm, chúng tôi đã chuẩn bị cho các cháu cả vật chất lẫn tinh thần, cùng với nguyện vọng đông đảo của các tấm lòng, với mong muốn mang đến cho các cháu niềm vui, niềm hạnh phúc, đặc biệt là để cho các cháu cảm nhận được sự yêu thương đùm bọc của tất cả chúng ta. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn, Trung thu lần này, câu lạc bộ trữ tình và các nhà đồng tổ chức sẽ mang đến cho các cháu những món quà Trung thu, những tiết mục ca hát văn nghệ, những trò chơi giải trí,
sẽ mang đến cho các cháu những phần thưởng, những món quà thật ý nghĩa nhằm khích lệ, động viên cho các cháu cố gắng vươn lên khắc phục mọi khó khăn trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Với mong muốn cuối cùng là không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện là con ngoan trò giỏi, sau này trở thành người công dân tốt, người có ích cho xã hội. Thay mặt ban tổ chức, chân thành cảm ơn Chùa Bồ Đề đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chương trình. Chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, đại diện các cơ quan, các tổ chức, các công ty, trường học, các thầy cô giáo đã đến dự chương trình. Chân thành cảm ơn ban quản trị đã tạo mọi điều kiện đến dự và trao quà cho các cháu. Chân thành cảm ơn đội Liên khu chống, câu lạc bộ đàn hát dân ca Đài Tiếng nói Việt Nam, các câu lạc bộ khiêu vũ, thầy cô và các cháu trường Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội đã mang đến cho chương trình những tiết mục đặc sắc. Chân thành cảm ơn những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của tất cả các cô bác, anh chị và các bạn xa gần trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các cô bác, các anh chị là người Việt Nam đang học tập và công tác tại nước ngoài. Chân thành cảm ơn các tổ chức, các cá nhân, các nhà tài trợ, các nhà đồng tổ chức cùng các đồng chí phóng viên báo đài đã đến dự và đưa tin. Chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và các cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến dự chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.